Tùng này, số nguyên tố là gì? Số không có phải số nguyên tố không nhỉ? Số nguyên tố trước hết là số tự nhiên thỏa mãn điều kiện sau, lớn hơn 1 và không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Ta hiểu rằng, số tự nhiên n lớn hơn 1. N chỉ chia hết cho 1 và n, thì n là số nguyên tố. Ví dụ số 7 là số nguyên tố vì 7 là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và 7. Ngược lại, hợp số được định nghĩa là số tự nhiên lớn hơn 1, là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Ví dụ, 15 là hợp số vì 15 là số tự nhiên lớn hơn 1 và là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn là 3 và 5. Qua các định nghĩa trên, ta rút ra được tính chất đặc điểm của số nguyên tố như sau. Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số. Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và là số nguyên tố chẵn duy nhất. Tập hợp các số nguyên tố là vô hạn. Với các số tự nhiên lớn hơn 1, nếu không phải là số nguyên tố sẽ là hợp số và ngược lại. Tích của hai số nguyên tố sẽ không phải là số chính phương. Ước nhỏ nhất của một số tự nhiên bất kỳ, không tính ước là 1, sẽ là một số nguyên tố. Ước dương nhỏ nhất khác 1 của hợp số x sẽ luôn nhỏ hơn căn bậc 2 của x. Thực sự mình rất cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng mình học hỏi thêm nhiều kiến thức khác bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.